Có một số cái trường hợp là các bạn phải lọc nó ra. Chẳng hạn có một số khách hàng cái tháng đó đánh giá là 4 từ đầu tới cuối thì bạn hỏi vứt nó ra này nhá. Trường hợp thứ hai, khách hàng đôi lúc ta kiểu mà một một loạt câu hỏi trong tháng đó họ không đánh thì các bạn phải loại nó ra. Được nhá. Đây. Và một số cái trường hợp đôi lúc nó đánh nó không phù hợp, nghĩa là đôi lúc họ nhắm mắt họ đánh luôn. Họ đánh cùng 3 4 5 3 4 5 họ đánh 3 4 5 từ đầu tới cuối đó. Được nhá. Họ thậm chí trên này là nam mà dưới này là thích mặc váy thì như vậy thì cũng không phù hợp đúng không? Hàng sẽ có một số cái câu hỏi càng lọc nữa để xem thử là các bạn hỏi nào là nó phù hợp nên các bạn mới sử dụng. Được nhá. Đấy, thì đó là một số cái lưu ý liên quan đến cái việc lọc dữ liệu. Rồi, bây giờ đi vào bước phân tích. Đầu tiên đó là nhập dữ liệu. Bây giờ là liên quan đến PL lúc này. Mình nói chung là mình nói xong cái phần 3 luôn rồi ha. Đấy, điều tra dữ liệu, thu thập dữ liệu rồi. Bây giờ người ta sẽ đi vào bước là xử lý dữ liệu SPS, được chưa? Thì để xử lý dữ liệu thì trong này sẽ có một số hai bước cơ bản. Ba bước cơ bản. Đầu tiên là nhập dữ liệu này. Thì nhập dữ liệu và lọc dữ liệu. Cái bước thứ hai đó là cái bước xử lý dữ liệu. Và bước thứ ba là việc báo cáo. Được chưa? Đầu tiên nhập dữ liệu. Bây giờ mình giả sử này, mình sẽ có một cái file trắng hoàn toàn, một file new luôn. Đây, thì đây là file SPS mà chưa nhập bất kỳ cái gì. Thì SPS thì hẳn thường gồm có hai cửa sổ. Cửa sổ bên này gọi là cửa sổ data view và cửa sổ bên này gọi là variable view. Cái variable view này là cửa sổ để mã hóa biến. Còn data view này là cửa sổ để nhập dữ liệu. Thì tất cả các bạn hỏi trước khi các bạn nhập dữ liệu thì các bạn phải mã hóa biến. Mã biến là sao? Đây, đây là cái bảng hỏi của các bạn. Thì các bạn phải mã hóa cái bảng hỏi này lại. Mã hóa bảng hỏi này. Đấy. Mã hóa bảng hỏi này thì đầu tiên đó là các bạn sự căn cứ với câu hỏi trong này để các bạn mã hóa. Chưa? Đây mình lấy mình sẽ mã hóa thử vài câu hỏi cho các bạn này. Đầu tiên là câu hỏi về thông tin khách hàng. Đây, chuyến đi này mục đích là làm gì? Du lịch nghỉ dưỡng, công việc, thăm bạn, thân bạn, người thân. Bắt đầu bạn nhập họ vào đây. Các bạn là TT1. Thông tin 1. Trong này hẳn sẽ có các cái cột này. Cột đầu tiên là cái cột tên biến. Thường là các bạn đặt ở dưới dạng viết tắt. Ở đây là dưới dạng sự mình đặt là TT bởi vì nhóm này nhóm thông tin khách hàng. Cột thứ hai là cột numeric, tức là dạng dữ liệu. Các bạn thường ở đây là chọn numeric hoặc là string. Hoặc là numeric này, hoặc là string. Một trong hai này. Tuy nhiên thường ở đây là mình chỉ chọn là numeric thôi. Được chưa? String là dạng giống giả sử các bạn đặt cái câu hỏi mở giống như anh chị cho ý kiến gì, giống nhìn chung anh chị có cái đề xuất gì không thì các bạn sẽ string. Tuy nhiên thường cái đó là các bạn sẽ không sử dụng máy trong cái đề bằng hỏi nhé, chứ là bạn chọn numeric. Và numeric thì hẳn có cái độ rộng là 82. Thường bài cuộc này thì hẳn như rằng thì các bạn có đề rất cần mà bạn phải sửa đâu. Được chưa? Các bạn chỉ la vào những cái cuộc này này. Tên của biên. Label. Label này thì có thường thì các bạn phải viết tắt và viết không dấu được nhá. Sẽ có một cái cách để các bạn kiểm soát từng việc nữa, tuy nhiên ở đây mình không cần phải làm đó cho nên mình không không hướng dẫn. Tuy nhiên mình có một lưu ý này, đó là label thì hẳn phải bắt đầu bằng cái tên biến, nhớ nghe, tại vì sau này hẳn sẽ thông tin cho các bạn mã hóa xử lý hơn. Label hẳn phải bắt đầu bằng tên biến, ví dụ tên biến của bạn là TT1 thì label hẳn bắt đầu bằng TT1 chấm cái nhé. Cái thứ hai, tên biến là gì? Quý khách vui lòng cho biết mục tiêu mục đích của chuyến đi này thì các bạn có thể viết ngắn gọn đó là mục đích chuyến đi, không cần phải viết nó đầy đủ á, viết ngắn gọn thôi được nhá. Đó là tên biến, label của biến tức là nhạc biến này nói về cái gì. Cái tiếp theo đó là value tức là cái giá trị trả lời của biến này là gồm những giá trị gì, chẳng hạn đây là 1 2 3 4 thì tương ứng đây một là du lịch nghỉ dưỡng, S2 là công việc, S3 là thăm bạn bè người thân, S4 là khác. Các bạn cứ bấm vô đó, bạn bấm tab là được nhé. Tab tab tab. Trong này có một lưu ý đó là bạn luôn luôn phải có cái giá trị số 99 hoặc là 999 hoặc là số mấy đó, số rất là khác. Đó là giá trị không trả lời. Bởi vì sẽ có một số khách hàng đôi lúc cái câu hỏi này họ đánh bị sót. Hiểu không? Thì các bạn phải có cái phương án là không trả lời vào đây, tránh trường hợp đến lúc các bạn về các bạn thấy khách hàng không đánh nữa các bạn tự đánh vô cũng được ha.
bạn không đánh thì bạn phải có giá trị không trả lời vào đây để khi nó thống kê nó loại bỏ những cái giá trị này đi nhá, lưu ý ha. Rồi ok, đó là giá trị mixing value này, mình sẽ có cái mã hóa cho những cái giá trị ra không trả lời này là giá trị khuyết. Thì trong ô mixing value này bạn phải chọn là discrete mixing value và bấm vào đây là 99. Ok rồi, còn cái mà column rồi align rồi measure này thì nó không cần thiết lắm. Cái measure này các bạn có thể chọn đấy là dạng thang đo scale hoặc ordinal, nó mới đủ gì đó. Cái này cái phần thang đo thì mình còn nói giải thích ở đây rồi, thì các bạn nào có thời gian thì các bạn cứ về đấy mà xem ha. Trong cái phần thang đo ở đây mình có giải thích về thang đo ở đây. Đây mình có hai loại thang đo, đó là bốn loại thang đo: thang đo nominal, thang đo định danh, thang đo từ bậc, thang đo khoảng cách, thang đo tỷ lệ. Cái này trong cái môn phương pháp nghiên cứu thì các bạn học rồi đấy nhá. Đây là các bạn cứ về đọc lại cái môn đó chứ bây giờ mình nói cái này thì hơi lâu. Đấy thì thường á các bạn nốt lại này, thường những cái câu hỏi mà ở phần thông tin đánh giá này và phần thông tin cá nhân của khách hàng thì hẳn là dạng ordinal, nominal dạng này chưa? Phần thông tin đánh giá và phần thông tin cá nhân khách hàng là dạng nominal, còn những câu hỏi mà nằm trong cái scale, câu hỏi nằm trong cái thang đo này, những câu hỏi này thì thang đó là scale. Được chưa? Đơn giản đó thôi, chứ nhớ chứng nhận là được rồi. Nhắc lại ha, những câu hỏi mà nằm trong cái phần ngoài là thông tin đánh giá, thông tin mở, câu hỏi gợi mở và thông tin cá nhân khách hàng thì hẳn là dạng thang đo là nominal. Còn câu hỏi mà nằm trong cái thang đo, nằm trong cái thang đo này, cái thang này, thang đo trong môn nghiên cứu và thang đo bằng hỏi thì đó là dạng là scale. Cái đây là scale. Hình như em có 500 thôi em nè. Tăng 2 tới 200 thôi. Mình có như còn 500 thôi. Tăng 500 thôi, tăng 500 thì tăng 500. Rồi đây, con đấy là dạng câu hỏi như này thì dạng sẽ là dạng scale trên này, được chưa? Đấy. Rồi đây bây giờ mình sẽ mã hóa cái đó. Đấy, thì đó là xong cái phần mã hóa. Đấy, đơn giản là các bạn cứ đặt tên, ví dụ hôm nay là TT2, label cho nó TT2, đó là về kênh thông tin biết đến cái khách sạn. Đấy, giá trị trả lời: một là lữ hành, hai là internet chứ đó, ba chứ đó, được chưa? Còn cái giá trị 99 là không trả lời nữa. Đây mình lấy ví dụ là ở đây mình mà hỏi hết đó nghe, 1 2 3 4 5 6 đó nghe, ví dụ thế. Rồi missing value ở đây là chọn cái giá trị là 99 vào đây nè. Cái đăng cái này bị mất đây. Rồi đấy, và chọn loại dữ liệu là nominal, xong được chưa? Đây là cách mà họ biến ha. Rồi con nhìn về câu hỏi và trong ở trong cái tháng đó này á, thì các bạn sẽ mà họ cách tương tự, tương lai giả sử đây. Nhắc lại lần nữa ha, các bạn luôn luôn phải đặt tên cho mấy cái này, ví dụ giống cái này là nd1 này thì hẳn phải có cái biến là nd1, xong rồi tới nd2 này, được chưa? Đây phải có cái tên cho mấy cái này. Đây ND1, hẳn phải bắt đầu ở ND1. ND1 là gì? Thông tin đưa ra thu hút cho khách hàng quan tâm. Thông tin thu hút, viết tắt thôi, được nhá. ND2 là nội dung trên khách sạn dễ hiểu. Chờ thì mình sẽ share screen nào.
Thấy chưa? Lúc này mang điểm này lên mang cái điểm này có cũng được quá này. Mãi nghiêng khỏi cái máy ngõ thì họ cái cũng có có đinh tôi có không nữa. Tại muốn có đi có đó máy mất rồi. À lấn nhá, lấn có đây. Lấn này, em tắt cái máy coi nữa đi em. Tại vì mình sẽ khiến cái nến lắc. Tại muốn có đi có đó máy mất rồi. Ok. Rồi các bạn thấy cái màn hình của mình chưa? Hả? Thấy màn hình của mình chưa? Để mình mở cái slide lên. Thấy màn hình của mình chưa? Hả? Chưa luôn à? Vị trí này. Thấy chưa? Thấy rồi đúng không? Mình thấy chưa mình? Mình phương phương mình. Cháu thấy chưa? Như thấy chưa? Rồi ok. Lúc này đang nói gì quên rồi. Mã hóa đó. Rồi. Đây. Đang mình đang nói cái phần mã hóa. Rồi bạn hỏi. Đây. Lúc này là mình mở mã hóa là nó cho cái phần thông tin rồi. À thông tin có một cái dạng câu hỏi nữa mà mình quên chứ mã hóa. Đó là câu hỏi mà nhiều lựa chọn. Được chưa? Hàng sẽ có trường hợp như này. Bạn đặt phòng không qua những kênh nào có khách nào đặt cả Booking có đặt cả Agoda luôn. Được chưa? Thì với những cái câu hỏi mà có nhiều lựa chọn này các bạn lấy nó trong cái bảng hỏi á, có thể chọn nhiều lựa chọn. Với những cái dạng câu hỏi mà có nhiều lựa chọn này á thì các bạn phải tách ra giống nhất. Để mà hỏi gì này luôn được. Có nhiều lựa chọn, ví dụ giống cái câu TT3 là nhiều lựa chọn đúng không? Thì các bạn phải là TT3.1. Ví dụ này. Ví dụ giống này TT3.1 đó là đặt phòng qua Agoda. Đây. Và TT3.2 là đặt phòng qua Booking. Được chưa? Rồi câu giá trị trả lời của nó là một đúng hai sai hoặc là một yes I know gì đó. Và luôn luôn phải có cái giá trị chỉ chỉ là không trả lời này. Đấy, bạn nhớ không? À có một cái nữa à, kết cho mình bỏ mình một cancel. Các bạn lưu ý này, khi các bạn tạo rồi thì các bạn có quyền đó là copy cái phương mã hóa này, nếu cái câu trả lời dùng giống nhau các bạn copy, các bạn dán cho nhanh. Thấy chưa nào? Bạn thấy chỗ cái phần copy của mình không? Đây, mình copy ở đây này. Bạn bấm bạn đây bấm copy hoặc là bạn bấm Ctrl C được, được chưa? Bằng dạng là nha cho nhanh. Tại vì đôi lúc bạn gọi đi gọi lại dạng hàng này có với đồng ý với rất không đồng ý nên các bạn mà ngồi bấm là chắc chắn luôn nhé. Rất không đồng ý này. Rồi hai là không đồng ý này. Ba là trung lập này. Bốn là đồng ý này. Năm là rất đồng ý này. Chính là không trả lời này. Đây, các bạn mà ngồi bấm cái này mình cả mấy chục câu nó rất là mất công. Các bạn chỉ việc bấm cái này, copy, bấm Ctrl C được, xong bằng dạng rồi đấy cho nhanh. Được chưa? Đó là cách để qua mã hóa cho nhanh ha. Rồi cái này cũng là trình chỉ các bạn có sẵn đấy rồi, các bạn cứ copy dạng xuống. Dạng xuống là được nhé. Hoặc thậm chí nhiều lúc mình nhạt nhạt là mình dạng lên luôn. Được chưa? Nếu nếu mà nhiều câu thay vì các bạn làm một lần nữa các bạn cứ làm riêng bằng cả một loạt luôn cho nhanh đây được chưa? Thì đấy là cách làm và nhắc lại câu hỏi nhiều câu trả lời thì bạn phải tách ra và chọn đáp án là một đúng hai sai chỉnh chỉnh là không có không lựa chọn được chưa?
Rồi thì đấy là cách để mà mã hóa bằng hỏi. Các bạn hình dung mà cách mã hóa chưa? Sau khi mã hóa rồi thì các bạn mới qua chỗ cái ô data view này. Bạn thấy rằng một cái biển bên này bạn mã hóa thì hẳn sẽ tương ứng một cột ở bên này. Đây cột TT1 này, cột TT2 này, chưa? Và đây là sẽ là cái nơi để các bạn mã hóa dữ liệu. À, lúc nào cũng quên, các bạn thường là bạn phải có thêm một cái câu là số thứ tư nữa. Câu gọi là C0 nữa nhỉ? Đó là số thứ tư. Đây. Thường các bạn phải có cái câu C0 là 1, 2, 3, 4 nữa. Bạn hỏi thứ mấy, thứ mấy nữa. Được chưa? Này thì đơn giản các bạn cứ bỏ trong Excel, các bạn chạy cái ham 1, tỷ 6, bắt xong các bạn kéo. Rồi. Thì đây là cách để mà hỏi dữ liệu. Đây giả sử bài của ai đây, bài của ông Thủy á, thì nó mã hóa xong rồi. Đây, như mình nói đó, được chưa? Không, tao không đồng ý. Bài Thủy là mã hóa bị thiếu cái mixing value này. Được chưa? Thì đây là cách mã hóa. Lưu ý ha. Đây là giả sử nó việc tắt, nó việc cái tên việc tắt thôi, chứ nó cũng không việc cái ý nghĩa của mấy câu ra luôn này. Được chưa? Đây là cách mã hóa. Sau cái mã hóa xong thì bạn nhập dữ liệu vào đây. Tiếp theo là cách để lọc dữ liệu. Bởi vì giả sử thế này, cái tháng đó của ông Thủy ha, bây giờ mình có nhập nhầm một cái số, ví dụ giống như ở đây mình nhập nhầm số 8. Ở đây mình nhập nhầm số 8. 88, ví dụ như vậy. Bây giờ mà để mà tìm ra được cái này mình nhập nhầm chỗ mua rất là khó đúng không? Tại vì nhiều khi các bạn ngồi bấm nhập rồi một bên nó kêu mà một người nhập một bên người đọc, đó là cũng rất là dễ bị sai đúng không? Thì cách để mà lọc dữ liệu trong trường hợp bây giờ mà tìm ra được số 8 nằm ở đâu thì rất là khó đúng không? Bây giờ để mà lọc trường hợp các bạn lọc dữ liệu sau khi bạn nhập dữ liệu á, đó là đơn giản là các bạn sẽ chạy cái ham frequency bằng chạy hết tất cả các biến trong cái tháng đo này. Rồi các bạn xem trong này có cái giá trị nào mà chưa được mã hóa không, là chứng tỏ giá trị đó bị sai. Đây, các bạn kéo trên xuống. Đấy, tất cả cái giá trị này đã được mã hóa rồi đúng không? Đây, tự nhiên hàng có cái giá trị ở đây này. Cái bảng này có cái giá trị tầm 8, các bạn thấy không? Thì chứng tỏ nó chỗ cột T1 là có cái giá trị bị sai là tầm 8 này. Các bạn chỉ việc kéo lại cho cái dữ liệu cột T1 bấm quán cho variable T1 nằm ở đây. Các bạn kích đứt chỗ cái số 17 này, kích đứt vô. Đang ra cái cột T1 này có cái số tầm 8 ở đây. Thấy không nào? Thì cách đây hàng chính là cái cách để các bạn lọc dữ liệu. Đây, các bạn xem lại trong bảng hỏi hàng số mấy. Đây là bằng hỏi số thứ tư là 24 ha. Cái câu hỏi TT1 thì bạn coi là giá trị 4 thì sửa lại là 4, được chưa? Tương tự và cái kéo xuống. Đây, chỗ TC1 là có giá trị số 8 đây này. Đây. Thì các bạn quay lại cho cái TC1. Giá trị số 8. Đây, nằm ở đây. Thì các bạn kiểm tra lại cho bạn hỏi cái thứ là giá trị mấy, mua sửa lại thôi, được chưa? Tương tự thì mới sửa cái của cuối cùng lên chỗ cái TCD này. Đấy, được chưa? Thì đấy là cách điểm mà các bạn sửa. Bởi vì đấy số liệu nó ít, sẽ có các bạn hỏi nó có tới 20 mấy hoặc thậm chí 30 mấy cái biến. Và số cơ màu hẳn có thể tên tới 200-300 lần, được chưa? Thì các bạn nên làm cách đó để nó lọc biến rất là khỏe. Rồi, vậy là xong cái bước đầu tiên. Đó là mã hóa và nhập và lọc dữ liệu. Được chưa? Ai hỏi gì không? Rồi, bây giờ tới xử lý dữ liệu. Nhắc lại xử lý dữ liệu hẳn sẽ gồm 8 loại xử lý: thống kê mô tả màu IPA, Chroma Alpha, Comocross-Menop, Waterpotitat, Independent và Pair và Cookie. Trong này á, thì có một số cái thì các bạn có thể không cần làm. Đó là phân phối chuẩn và kiểm định cái Pair này. Hai này có thể là các bạn không cần làm.